quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tác động không nhỏ đến sự phục hồi của ngành du lịch. Du lịch Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm thích ứng với tình hình mới, tăng cường hiệu quả quảng bá, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững về lâu dài. Cuối tháng 10 năm 2021, Sở Du lịch Đà Nẵng cho ra mắt ứng dụng VR360 mang thông điệp một chạm đến Đà Nẵng tại địa chỉ vr360.danangfantasticcity.com với nhiều tính năng ưu việt. Đây là công nghệ thực tế ảo giúp dẫn đường cho du khách trải nghiệm tour khám phá Đà Nẵng, kèm thuyết minh tự động, hình ảnh mãn nhãn, âm thanh sống động cùng trợ giúp từ trợ lý ảo của Trung tâm Hỗ trợ Du khách. Theo đánh giá, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khó lường, VR360 là phương án tiếp cận, truyền thông phù hợp để du khách mọi miền khám phá tour du lịch Đà Nẵng tại nhà thông qua mô hình du lịch ảo, kích thích sự tò mò, niềm đam mê khám phá thành phố và thúc đẩy du khách sớm quay trở lại. Sau khi mà thành phố đã có những cái chương trình lớn trong việc là kết nối, mở rộng các mạng trong hệ thống chuyển đổi công nghệ số thông qua cái VR360, một chạm đến Đà Nẵng, thì tôi thấy rằng đã có một cái sự chuyển động, khởi động của các nhà đầu tư. Cho nên rằng nó khả năng đáp ứng được cái nhu cầu phục vụ khách và khách khả năng sẽ hưởng lợi được tất cả các cái nền tảng từ cái công nghệ số này. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, hiện ứng dụng VR360 vẫn đang mở rộng, tích hợp thêm các hiệu năng nhằm mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm hơn. Năm 2022, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá điểm đến. Trong năm 2022, trung tâm sẽ bước tiếp giai đoạn 2 để đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ VR360. Và theo đó nữa thì là sẽ phối hợp với Viettel để ra mắt cái sàn giao dịch trực tuyến, là nhằm mục đích để tăng cái tính tiện ích cho doanh nghiệp và du khách. Và trong cái sàn giao dịch trực tuyến này sẽ tích hợp cái hỗ trợ du lịch trực tuyến và các mạng xã hội. Hướng tới phát triển du lịch thông minh, vừa qua thành phố Đà Nẵng cũng đã thí điểm lắp đặt hệ thống tra cứu dữ liệu các tuyến đường ven biển, tuyến đường du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà bằng mã QR để người dân và du khách tra cứu. Việc ứng dụng công nghệ này đã góp phần tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Đà Nẵng và quảng bá văn hóa đến du khách trong và ngoài nước. Trong bối cảnh hiện nay, việc chủ động ứng dụng các nền tảng số trong truyền thông, quảng bá du lịch được xem là một hướng đi đúng đắn, bền vững và hứa hẹn mang lại những hiệu ứng, kết quả tích cực về lâu dài, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Nẵng cũng như thúc đẩy du khách sớm quay trở lại thành phố trong thời gian gần nhất.